Thấy gì khi Việt Tân đòi miễn tiền điện cho người chịu thiệt hại vì COVID-19? Những ngày gần đây, khi số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tăng mạnh, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã đồng loạt công kích các chính sách mà nhà nước Việt Nam sử dụng để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong mùa dịch. Cụ thể, trong thời gian qua, nhiều địa phương đã chậm trễ trong việc thực hiện nghị quyết 68 NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19. Nhân đó, nhiều tổ chức cá nhân chống đối đã công kích chính sách của nhà nước để hỗ trợ người dân trong dịch bệnh, với thông điệp rằng nhà nước chỉ biết ra lệnh phong tỏa, mặc dân sống chết ra sao. Ngoài ra, Việt Tân cũng đòi nhà nước miễn phí tiền điện cho tất cả người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Rồi viện cớ, nhà nước không trả lời yêu cầu này, họ tuyên truyền rằng nhà nước không quan tâm đến dân chúng. Khi hạnh hoẹ như trên, có lẽ Việt Tân không biết rằng EVN đã 3 lần giảm tiền điện cho những hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ quan chịu thiệt hại vì dịch COVID-19. Tháng 6 vừa qua là tháng đầu tiên của đợt giảm tiền điện lần thứ 3. Trong đó, EVN đã giảm hơn 34 tỷ đồng tiền điện cho 3.288 khách hàng trên địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung Tây Nguyên. Trong đó, đáng chú ý là cơ sở cách ly không thu phí sẽ được miễn phí 100% tiền điện từ nay đến hết tháng 12. Còn cơ sở khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 cũng được giảm giá tiền điện 20% đến hết năm 2021. Mới đây, ngày 23 tháng 7, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã ký văn bản hỏa tốc gửi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện nước sinh hoạt trên địa bàn để đề nghị miễn giảm tiền điện nước cho các đối tượng gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Như vậy, thực ra nhà nước Việt Nam đã xem xét giải pháp mà Việt Tân đề nghị và đã thực hiện từng bước từ lâu. Sẽ rất vô lý nếu Việt Tân tuyên truyền rằng nhà nước Việt Nam không quan tâm đến dân chúng. Cũng sẽ rất vô lý nếu Việt Tân đòi miễn phí tiền điện cho mọi hộ dân là điều mà EVN không thể làm được. Thêm nữa, khi đưa ra kiến nghị này, Việt Tân có đang hành xử tiêu chuẩn kép trong giá trị tư bản mà họ đang đòi nhà nước Việt Nam phải đi theo hay không? Hay bản chất nằm ở chỗ, Việt Tân sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn giúp họ mị dân, lòe dân, lừa dân, chứ chẳng có bất kỳ hệ giá trị tư tưởng nào cả. Đây cũng là điều mà họ nên làm rõ.